Sau đây là lễ cắt bánh sinh nhật của 60 năm thành lập, 69 năm thành lập ngày của binh chủng thủ đô chiến. Các anh mà khôn khôn, mỗi sáng nếu mà chúng ta chặt quá thì chúng ta có thể đứng hai hàng. Anh Ngọc Phan Bố Ngọc, đây là anh xin vui lòng giúp anh Quấn đưa cái bánh ra với kinh nghiệm ấy dùng. Và sau đây chúng tôi sẽ đi vào Văn Thanh xin mời Xuân Mai, nhanh đi Xuân Mai. Xin mời ban nhạc chuẩn bị và mọi người cùng hát Happy Birthday khi cắt bánh. Và theo đúng nguyên tắc, nơi đây chúng tôi kính mời vị niên trưởng lớn tuổi nhất và một chiến hữu mũi xanh nhỏ tuổi nhất. Và niên trưởng lớn tuổi nhất ở đây chúng tôi xin kính mời mũi xanh đại tá Hoàng A Sam lên để chuẩn bị cắt bánh, và mũi xanh Đoàn Dũng. Chúng tôi cũng kính mời bà quả phụ mũi xanh Trung tướng Lê Nguyên Khang, bà quả phụ mũi xanh Thiếu tướng Bùi Thái Lân, mũi xanh Hội trưởng Vũ Trọng Khoánh đứng lên và cùng cắt bánh sinh nhật. Anh Khoánh xin mời quý vị. Chúng tôi vừa có tên di chuyển của A Sam Dũng đến cái chỗ cái bánh để cùng cắt bánh. Dũng trong. Kính mời quý vị trở về vị trí an toàn.
xin mời Quang Quang, xin lỗi với chị, vui lòng trở lại chỗ cũ. Xin mời ba mẹ chuẩn bị cho chúng tôi một chuyến một chút. Mời quý vị mà vui lòng đứng lại tại chỗ. Bác sĩ Cường, bác sĩ Cường đây mời. Là mình hát bài Thủy Quân Hành. Chúng tôi một chuyến hạnh phúc. Thủy Quân Hành chiến hạnh phúc và một chiến bài nữa đó là cờ bay, và khi thấy bài cờ bay thì là Quân Hành.